Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày rằm tháng bảy âm lịch, ngài chư tăng xuất hạ đem phước lành gieo rắc chúng sanh. Chúng con phụng trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mở pháp hội online để cho các Phật tử trong mùa đại dịch tại Hoa Kỳ có cơ hội trả ơn cứu quyền Thất Tổ. Chúng con hướng về tất cả các bậc sanh thành dưỡng dục bảy đời đã mang nặng đẻ đau sanh thành giáo dưỡng, cho chúng con có được cái thân người này hôm nay. Chúng con gửi tâm sớ cầu siêu. Rất nhiều Phật tử đã gửi email về cho tỳ kheo Thích Thông Lai nhờ chuyển đạt sơ cầu siêu, sơ cầu an lên mười phương tam bảo. Nguyện đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật được tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi nạp thọ tâm sơ của chúng con. Giờ này các Phật tử khắp nơi quỳ trước đạo tràng, quỳ trước bàn thờ cửu huyền Thất Tổ, tâm thành tưởng nhớ đến tất cả những người sanh thành dưỡng dục ra mình. Giờ này không biết đó lạc vào đâu, nương nhờ Phật lực của mười phương để cho cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc vợ chồng con cái, cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời cứu huyền Thất Tổ được ân chiêm công đức. Chúng con là những người tội nặng phước mỏng sanh vào đời mạt pháp, cho nên chúng con không thể nào kiếm được các thánh tăng tu hành chân chính với thể nghiêm minh, các vị Bồ Tát giả làm sư sãi để gần gũi chúng sanh. Giờ này chúng con nương theo kinh Địa Tạng Bổn Nguyện đã dạy cho tiền thân của ngài Địa Tạng cách trả hiếu. Nam mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin tất cả các Phật tử gửi sơ cầu siêu đến Youth Center. Giờ này nhắm mắt định thần thành tâm hướng về các hương linh mà quý vị mong được siêu thoát ở các đường ác, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh được về các cõi lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị lật lại kinh Lăng Nghiêm. Để cho đạo tràng trang nghiêm, con nhờ thần lực của tịnh pháp giới chân ngôn, an làm xóa hạn, làm xóa hạn, làm xóa hạn. Để cho thân khẩu ý thanh tịnh, chúng con nhờ thần chú tịnh tam nghiệp chân ngôn, an ta phà bà phàm thuần đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuần đồ hàm an ta phà bà phà thuần đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuần đồ hàm an ta phà bà phà thuần đà ta phà đạt ma ta phà bà phà thuần đồ hàm. Giờ này chân điện trang nghiêm tam nghiệp chúng con thanh tịnh, chúng con nguyện dâng hương màu này cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát thanh văn và duyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khởi đại sáng chói khắp sông mười phương còi tòa ngã các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vọng nghiệp trọn nên đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát ma tăng.
Cầu nguyện hôm nay tất cả đệ tử chúng con trong pháp hội online nguyện thập phương thượng trụ Tam Bảo, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Nhật Đạo sư A Di Đà Phật từ bi tiếp nhận tâm sơ cầu siêu cầu an. Sơ cầu siêu lại các bậc sinh thành dưỡng dục đã quá cố không bị đò lạc về các cõi giới nào. Và sơ cầu an là cha mẹ hiện đời của chúng con, nhờ sự hiếu thảo, nhờ sự biết ơn. Xin chư Phật từ bi nạp thọ tất cả các tâm nguyện của Phật tử khắp nơi gửi sớ về Youth Center, khiến cho cha mẹ quá giảng của chúng con phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tất xả mê độ siêu sanh tịnh độ. Riêng các Phật tử dân sơ cầu an cho cha mẹ sanh thành dưỡng dục còn tại thế, nhờ sự hiếu thảo này khiến cho bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo các đại chứng minh. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo các đại chứng minh. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo các đại chứng minh. Giáo chủ Bồ Tát
tương lai hạ sanh di lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát ơi đại hạnh phổ hiền Bồ Tát ơi hộ Pháp chân tôn Bồ Tát ơi linh sơn hồi thừa Phật Bồ Tát đặt lễ ơi là Bồ Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát ơi đại thế chỉ Bồ Tát ơi đại quyền địa tạng vương Bồ Tát ơi thân tận đại hải chúng Bồ thì hỉ vô chuyên bỏ chứng vô sanh niết bàn đại hùng
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
cho đời à, phước câu giáo cho người bằng dân ta tao biết lời ứng dụng. Hạ ngôi thực hiện tâm vào trần luân nữ bao điểm biết thùa tân an tuần quyền. Nói chuyện mà xa như ai nhiễm liên miên đoạn từ nhận nói vừa tiền trên tâm mà buồn lòng đạo tiên. Nhân đã tồn bao loài đã phát tâm hướng về lai nguyện cầu bạc phá xứ tay bồ đề sơ tan đức ca thấy tôn đàn vô thừa cả dân tờ trái vô lượng kiếp mà tôn chân cao tổ đề liền chiếc bát xe pháp độ loài chúng sanh hàng tát thừa quý hướng đạo vô sanh viên thành đại chúng đang quý hướng đạo vô sanh sẽ loài chính tôi đầu về mời phương cõi Phật vô về chẳng biết ba đường tam nạn đảo liền là đường vào biển tây vô biên sanh hải. Giờ này tất cả các Phật tử mà vào để mà tụng kinh online, quý vị thành tâm hướng về các bậc sanh thành dưỡng dục, cha mẹ hiện đời, cha mẹ bảy đời của huyền thất tổ, quý vị nhớ trong kinh Phật dạy định thần quán kỹ, đừng có quên một tên người nào hết. Vì thầy nhận quá nhiều cái email gửi sớm, nhưng mà pháp lực của chư Phật bất tư nghì, từ bi của chư Phật vô chướng ngại, cho nên quý vị vừa khởi tâm, vừa muốn làm cái gì thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long đều biết. Cho nên giờ này quý vị hãy nhắm mắt định thần, đừng suy nghĩ tạp loạn, hướng về cha, hướng về mẹ, hướng về cửu huyền thất tổ của quý vị mà quý vị đã gửi sớ cầu siêu trong ngày rằm tháng bảy này. Định thần quá kỹ, đừng có quên người nào cả. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Thông Lai, vì hoàn cảnh đại dịch tại Hoa Kỳ cho nên tất cả các Phật tử không thể hội tụ về làng Di Đà Congregation, không thể hội tụ về làng Di Đà Indio ở California, không thể về tổ đình ở Washington hoặc là Youth Center hiện tại. Cho nên chúng con nhờ cái hệ thống Internet toàn cầu để chúng con chuyển đạt lời kinh tiếng kệ, chuyển đạt tâm sớ cầu siêu cầu an cho các bậc sanh thành dưỡng dục, ngưỡng nguyện mười phương tam bảo thì từ tiếp nhận, để cho cha mẹ ông bà chúng con được siêu sanh tịnh độ.
chúng con hôm nay phát nguyện không làm những việc ác, nguyện làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý của mình. Đó là lời chư Phật dạy. Chúng con hôm nay phát nguyện, kể từ ngày thọ giới cư sĩ tại gia, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không nói láo. Chúng con vì nghiệp chướng nặng nề cho nên lỡ phạm những giới cấm của Phật. Hôm nay chúng con xin phát lộ sám hối để cho giới thể thanh tịnh. Chúng con những người tu thọ Bồ Tát giới tại gia, chúng con quên tụng giới, chúng con không tuân thủ Bồ Tát giới tại gia, chúng con hướng về mười phương tam bảo đầu thành sám hối để cho công đức tụi con tu hành hội tụ, không nói láo, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm và làm trò múa hát. Chúng con vì là phàm phu, nghiệp chướng nặng nề, trong thời gian tu bát quan trai chúng con đã lỡ vi phạm. Hôm nay hướng về mười phương tam bảo xin chí thành sám hối. Chúng con là những hàng tăng ni trong hệ thống của chùa Tầm Nguyên Thể Hoa Kỳ. Chúng con thọ sa di mười giới, chúng con thọ thức so ma ni, chúng con thọ tỳ kheo tỳ kheo ni, Bồ Tát giới xuất gia. Chúng con vì tập khí nhiều đời nhiều kiếp, tham sân si nặng nề, lỡ phạm các giới cấm của Phật, hôm nay chúng con sám hối. Và chúng con nguyện, chúng con có làm được chút lành nào như bố thí cho chúng chuyên môn một miếng cơm ăn, giúp đỡ người nghèo khổ một lon gạo, một đồng tiền, làm được một cái việc phước lành nào, tụng trì chú Lăng Nghiêm, tụng trì thập chú, chúng con tụng trì kinh Địa Tạng, chúng con xin hồi hướng cho cha mẹ hiện đời đã quá vãng, cha mẹ hiện đời còn tại thế đều được ân trên công đức, hướng về chủ quyền bảy họ. Có nhiều người giờ này trong lúc chúng con ở cõi người thì trong chủ quyền bảy họ cha mẹ nhiều đời của chúng con, có người đang ở cảnh giới địa ngục, có người đang cảnh giới ngạ quỷ, ngày đêm trong nóng không biết luôn nhờ phước lực nơi nào để cho cứu thoát. Hôm nay chúng con sẽ khai kinh Địa Tạng. Chúng con nương theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi, chúng con nguyện tu hành để mà theo kinh Địa Tạng. Và chúng con tự mình tu, tự mình niệm Phật, tự mình giữ giới, tự mình tạo phúc đức để cho cha mẹ được hưởng. Chúng con không ý lại, chúng con không bao giờ nghĩ rằng đời mạt pháp này mà chúng con lại có thể gặp được mười phương thánh tăng như thời Phật còn tại thế. Cho nên chúng con chỉ nương nhờ vào sức của mình, nhờ vào tâm thành của chúng con, nhờ vào sự sám hối của chúng con, để cho các bậc sanh thành của chúng con, những người có tên trong sớ cầu siêu, cầu an, đều được sở cầu như ý. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cúng khổ tam độ. Nếu có ai tham dự phá tu online ngày rằm tháng 7 do tỳ kheo Thích Thông Lai hướng dẫn, điều phát Bồ Đề Tâm, nguyện cho cha mẹ của quý vị gửi sớ cầu siêu đến hệ thống này đều được tất xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đứng lên, khi tập quy cho quý vị xá. Con hướng theo Phật
cho chúng sanh tinh chân đầu ta phát lòng vô chứa tam tạng kinh điển của Phật, Phật không đòi hỏi nhiều, chứa một quyển kinh báo hiếu
trước một quyển kinh Địa Tạng là chúng ta bằng thấy một vị Phật xuất hiện ở thế gian này. Nam mô để hiếu một vị Bồ Tát. Bây giờ quý vị chuẩn bị về để mà ăn sáng. 10 giờ chúng ta trở lại trong Địa Tạng, rồi 11 giờ chúng ta có một cái chẩn tế cúng cho Hữu Quyền trên tháp Địa Tạng, và sau đó thọ trai, rồi buổi chiều chúng ta sẽ đi hai quyển Địa Tạng còn lại. Có như vậy chúng ta mới hồi hướng bằng cái lực của chúng ta, chứ chúng ta không có ý lại. Ở đây quý vị vị nào mà biết được chùa nào có thánh tăng thì biết không? Tôi không biết rồi. Thành ra giờ mình biết mình có tu hay không, mà chưa tu thì ráng tu, có tội thì sám hối, thì chuyện đó mình làm được đó, chắc chắn đó. Còn bây giờ đó, mình giao cho các thầy mà đời mặt pháp này mình không biết ai. Cho nên nếu mà thật sự mình biết kỹ thầy cũng khỏi có tu nữa, thì nhờ mấy ông thánh tăng đó mà thầy cũng không biết. Thì tôi nghĩ quý vị chút nữa có ai biết thì chỉ tôi, biết kỹ khỏi tụng kinh, khỏi tu hành, mà không biết thì phải đáp tu. Rồi chúng ta chuẩn bị 10 giờ chúng ta trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin tạm biệt quý vị. 10 giờ tôi sẽ trở lại để làm sao tu ngày nay cho đủ bộ Địa Tạng. Rồi nếu còn dư thời giờ thì tôi thuyết pháp thiết. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.